Tôi là Nguyễn Thái Đào, ở thôn 7, xã Đông Dư, nguyên là trưởng phòng giáo dục huyện Gia Lâm. Năm 1999 tôi nghỉ hưu, đến năm 2007-2008 đấy, thì tôi bị một cái trận nó ho ghê quá. Nghĩa là nằm nghiêng khó, nằm ngửa cũng khó, phải ngồi dậy mới thở được. Ngủ cũng khó là vì nằm không thở được, ăn ý không ngon. Ăn chẳng thấy cái gì là ngon cả. Huyết áp thường là 150-160, có lúc lên 190. Sau đó tôi mới quyết định đi khám ở Việt Xô. Thì ta phát hiện ra như vậy là phế quản, viêm phế quản nặng, cộng với suy tim nữa. Tiêm một ngày 3 lọ kháng sinh, liền một tuần. Thế còn cái suy tim ấy nó là cái lâu dài, nó không thể nào cắt hẳn được. Đấy. Cho nên phải dùng thuốc lâu dài. Thì đến cái thời gian sau đó nữa thì tôi, nhà thì nhiều báo chí các loại. Quá trình đọc sách báo này tôi phát hiện ra là còn có một cái loại thực phẩm chức năng là ích tâm khang, trợ lực cho cái người bị bệnh tim. Thì sau khi dùng thuốc và dùng ích tâm khang ấy thì thấy rằng tinh thần nó sảng khái, không có ho gì cả. Tối nằm bên nào ngủ một giấc, ngon lành, ăn uống ngon. Ăn uống ngon. Thì sáng thì ra đi tập thể dục với các cụ thì tôi gọi dưỡng sinh kinh lạc. Cho nên rằng cái thuốc ấy của bệnh viện là bây giờ tôi cứ giữ một cái định kỳ là sang khám. Hai là ích tâm khang thì là dùng thường xuyên. Mà từ đó nó cái huyết áp của mình bây giờ nó giảm. Hôm vừa rồi sang khám kiểm tra thì là huyết áp 127/70. Bác sĩ bảo huyết áp của bác thế này tốt rồi. Thuốc bệnh viện cộng với cái ích tâm khang nó làm cho mình cải thiện về mặt bệnh tật, đêm ngủ ngon giấc, phải không nào? Hai, ăn được. Thứ ba là trí nhớ tốt.